Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Japan. Bây giờ là hơn 7 giờ tối. Ngọc Japan đang có mặt tại nhà bố mẹ của anh Ngọc. Anh Ngọc là người Thái Bình nhưng đang sinh sống trên Hà Nội. Thì anh có về tại Ngọc Japan và lựa chọn mua cho bố mẹ anh một chiếc ghế massage. Bởi vì hai bác ở nhà thì thời gian gần đây cũng cảm thấy người mệt mỏi. Anh thì công việc đặc thù phải sinh sống cùng gia đình trên Hà Nội nên không có thời gian để chăm sóc được cho bố mẹ nhiều. Thì anh có về Ngọc Japan chia sẻ và cũng như nhờ Ngọc Japan tư vấn để lựa chọn cho gia đình một chiếc ghế phù hợp nhất. Bởi vì hai bác thực ra thì cái vóc dáng người cũng nhỏ. Thứ hai nữa là bác là người gầy nên là cần những chiếc ghế làm sao mà nó sẽ phù hợp. Thứ nhất là nó đánh nó sẽ vừa phải. Thứ hai nữa là nó sẽ ôm sát cái cơ thể mà người nhỏ thường thường nó sẽ như thế thì nó sẽ vừa hơn. Thì đây là anh em tại của Ngọc Japan đang có mặt tại nhà bác để hướng dẫn và bàn giao cho bác chiếc ghế mà anh Ngọc đã lựa chọn mua tại Ngọc Japan. Rất cảm ơn anh đã tin tưởng và lựa chọn Ngọc Japan để chọn mua một món quà vô cùng ý nghĩa cho gia đình mình cũng như là cho chính bố mẹ anh. Đây là quy trình mà anh em vừa lắp đặt trải một chiếc thảm nhỏ ra để kê chiếc ghế massage lên, với mong muốn là mọi người khi bước lên ghế massage thì sẽ cảm nhận được cái tấm lòng từ Ngọc Japan.